Mình rất tò mò về phòng khách sạn của anh Đạt đang ở. Hôm nay mình sẽ review phòng khách sạn của anh Đạt. Ở chơi vào phòng anh chơi. Ôi giời. Phòng rộng thế, đẹp thế nhỉ. Phòng tình yêu. Ôi giời, trái tim đâu. Yêu thì nói nhanh. Nhà bóc việc. Ôi giời. Anh ngủ mình à. Ôi giời. Người gấu đây sao. Đại bà gấu đây chứ đùa đâu. Ôi giời. Ôi giời. Đấy, view này. View đẹp thế này mà ở một mình. Tiếc không chứ lệ. Mãi với nhau bạn nhé này. Mình để ý nhá. Trong nhà này cái gì cũng gọi là có đôi có cặp. Mỗi Đạt với con gấu là một mình. Với gối cũng hai cái gối này. Đấy, gối trắng này bốn cái gối này. Ôi, trời. Thế mà. Đây, vào đây, vào đây. Bồn tắm là view là public luôn này. Sao ôi. Thế mà lại tắm một mình. Ôi. Gương này màu hồng luôn. Mãi bên nhau bạn nhé luôn. Ôi. Tủ trái tim. Trong này là chỉ có màu hồng thôi. Mấy cái màu này mình không quan tâm. Gọi là màu hồng là chủ đạo rồi. Đấy. Úi giời, úi giời. Bồn cầu vệ sinh mà lại có bạn điều khiển này. Úi giời. Đỉnh thực sự. Đấy là người thì vẫn đang nằm ngủ này. Ai ra. Nhảy đem cháu ơi. Nhảy đem cháu ơi.